Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục video ôn tập trắc nghiệm. Nội dung chương 1 cơ chế di truyền và biến dị được trích từ các đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Và năm 2018 thì nội dung chương 1 có 8 câu. Ở mỗi câu thì cô sẽ đánh thứ tự từ 1 đến 8. Tuy nhiên để cho các bạn tiện theo dõi ở trong cái đề thi thì cô sẽ ghi chú nội dung câu số 1. Nó tương ứng với câu 85 trong mã đề thi 206. Câu 1. Cô đơn nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã? Có 3 cô đơn trên MARN thì làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã. Tức là 3 cô đơn này thì không mã hóa cho acid amin nào cả. 3 cô đơn đó chính là 5.UAA 3. 5.UAG 3. Và 5.UGA 3. Chúng ta nhớ cái chiều để đọc các bộ 3 là từ chiều 5. Đến 3. Và chúng ta đọc cho dễ nhớ là UAA, UAG, UGA là 3 bộ 3 kết thúc. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án chính là câu D ha các bạn. Câu số 2. Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỷ lệ A cộng T trên G cộng X là 2/3. Theo lý thuyết thì tỷ lệ nucleotide loại G của phân tử này là bao nhiêu phần trăm? Để làm được câu hỏi dạng này thì chúng ta cần ôn lại cách tính số lượng và tỷ lệ phần trăm từng loại nu trên ADN mạch kép. Với ADN mạch kép, tức là ADN có ở tế bào sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực, thì hai mạch đơn của ADN sẽ liên kết với nhau bằng liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung. Do vậy, số lượng A sẽ bằng T, số lượng G sẽ bằng X. Và tổng số nu của ADN, ký hiệu là N, thì bằng tổng số lượng của 4 loại nu AT, GX cộng lại. Và vì A bằng T, G bằng X cho nên tổng số nu N sẽ bằng 2A cộng 2G. Về tỷ lệ phần trăm, thì vì số lượng A bằng T cho nên phần trăm của A cũng bằng phần trăm của T và phần trăm G sẽ bằng phần trăm của X trong ADN. Và vì tổng số nu là 100% thì bằng 2A cộng 2G, cho nên tỷ lệ phần trăm của A cộng với tỷ lệ phần trăm của G thì nó sẽ chiếm 50% tổng số nu. Và do vậy trong câu này, cái tỷ lệ này là A cộng T trên G cộng X bằng 2/3, nó sẽ tương ứng với 2A trên 2G bằng 2/3, và chúng ta sẽ có A trên G là 2/3. Và lúc nãy chúng ta vừa nói là phần trăm của A cộng phần trăm của G là 50%. Chúng ta có thể viết tóm tắt là A cộng G là 0,5. Từ 1 và 2, chúng ta sẽ giải ra được G chiếm 0,3 hay là 30%. Như vậy đáp án của câu 2 sẽ là 30% ha các bạn. Câu 3. Dùng colchicine xử lý hợp tử có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thì có thể tạo ra được thể tứ bội có kiểu gen như thế nào? Trong câu này chúng ta lưu ý vai trò của colchicine. Chính là một cái hợp chất hóa học mà có thể gây đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Chúng làm cho thoi phân bào không được hình thành và do vậy nhiễm sắc thể nhân đôi nhưng lại không được phân chia về các tế bào con. Do vậy nó sẽ tạo ra được các tế bào tứ bội 4N. Và do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án chính là câu C. Nhiễm sắc thể nhân đôi lên A lớn, nhân đôi lên thành A lớn. A nhỏ nhân đôi lên thành A nhỏ. Và tương tự chúng ta sẽ chọn đáp án câu C ha các bạn. Câu số 4. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Ý 1. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên một nhiễm sắc thể. Đây là hình vẽ mô tả hiện tượng đảo đoạn. Đoạn BCD đứt gãy và quay ngược 180 độ và nối lại vị trí ban đầu thì ta có hình ảnh nhiễm sắc thể với đoạn BCD bị đảo ngược 180 như thế này. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên một nhiễm sắc thể là đúng ha các bạn. Ý 2. Đột biến chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết. Đây là một ví dụ về chuyển đoạn tương hỗ, tức là chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng. Đây là nhiễm sắc thể thứ nhất với trình tự các gen A, B, C, D, E, F, G, H. Và đây là một nhiễm sắc thể khác có trình tự các gen M, N, O, P, Q, R. Và hai cái nhiễm sắc thể này, nó trao đổi những đoạn bị đứt cho nhau. Đó là đoạn AB với đoạn M, N, O như thế này. Thì
thì chúng ta thấy là rõ ràng là nhóm gen liên kết nó sẽ bị thay đổi. Trên nhiễm sắc thể số 2 ban đầu là thành phần gen là MNOPQR, nhưng sau khi chuyển đoạn thì thành phần gen của nó là A lớn B lớn PQR, thay đổi nhóm gen liên kết ha các bạn. Chúng ta nhớ lại khái niệm nhóm gen liên kết chính là tập hợp các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và chúng thường di truyền cùng với nhau trong phân bào. Như vậy ý 2 đúng ha các bạn. Ý 3, có thể gây đột biến mất đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn. Đây là hình vẽ mô tả mất đoạn D. Đoạn D bị đứt ra và bị tiêu biến. Nhiễm sắc thể nối lại. Đây là chiếc nhiễm sắc thể sau đột biến. Và nếu như gen D là một gen nhỏ, có hại, không mong muốn, thì chúng ta hoàn toàn có thể gây đột biến để loại bỏ nó ha các bạn. Ý 3 đúng ha. Ý 4, đột biến lập đoạn có thể làm cho hai allele của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Đây là một phát biểu đúng nha các bạn. Đây là ví dụ về một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Và chúng ta thấy là gen A lớn hay A nhỏ là những gen allele. B lớn, B nhỏ hay C lớn, C nhỏ v.v. là những gen allele với nhau. Gen allele là những trạng thái khác nhau của cùng một gen. Chúng có cùng vị trí trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng như thế này. Hay là có cùng locus đó các bạn. Gen allele là những gen có cùng locus, cùng vị trí trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Vào kỳ đầu của quá trình giảm phân 1, thì hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng trao đổi chéo không đều giữa hai chromatid khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là lập đoạn. Một đoạn A lớn, B lớn, C lớn sẽ kết hợp với cái phần đoạn nhiễm sắc thể phía sau này. Đây, thì nó sẽ dẫn đến là lập đoạn BC. Và do vậy chúng ta thấy là allele B lớn và allele B nhỏ, đây là hai allele của cùng một gen. Do có đột biến lập đoạn mà chúng sẽ cùng nằm trên một nhiễm sắc thể như thế này. Tương tự với gen C lớn và C nhỏ. Vốn bình thường những gen allele này phải có cùng locus, cùng vị trí trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng đó các bạn. Khi có sự trao đổi chéo không đều giữa hai chromatid khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì có thể dẫn đến hiện tượng lập đoạn. Và lập đoạn thì có thể dẫn đến làm cho hai allele của cùng một gen có thể nằm trên một nhiễm sắc thể. Đáp án chính là câu B, cả bốn ý đều đúng ha. Câu số 5. Một loài thực vật xét 6 gen mã hóa 6 chuỗi polypeptide nằm trên đoạn không chứa tâm đồng của một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự MNPQST. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Chúng ta có thể tưởng tượng ra đây là một chiếc nhiễm sắc thể và có 6 gen MNPQST được sắp xếp từ đầu mút nhiễm sắc thể. Ý 1, đột biến mất một cặp nu ở giữa gen M thì sẽ làm thay đổi trình tự cô đông của các phân tử MARN được phiên mã từ các gen NPQST. Chúng ta lưu ý, 6 cái gen MNPQST đây là những cái gen mà mã hóa ra những cái chuỗi polypeptide, cho nên những cái gen này thì đều là những cái gen cấu trúc ha các bạn. Và cấu trúc chung của một gen cấu trúc á, thì gồm 3 vùng, vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc. Vùng điều hòa nằm ở đầu 3 phẩy của mạch mã gốc. Vùng điều hòa chứa những trình tự nucleotide cần thiết để điều hòa và khởi động quá trình phiên mã. Vùng mã hóa thì sẽ mang thông tin mã hóa cho các loại axit amin. Vùng kết thúc nằm ở đầu 5 phẩy của mạch mã gốc. Nó chứa những trình tự nucleotide tín hiệu để kết thúc quá trình phiên mã. Những gen cấu trúc khác nhau thì có những cái vùng khác nhau. Cho nên nếu đột biến mất một cặp nu ở giữa gen M thì không ảnh hưởng gì đối với những cái gen khác ha các bạn. Ý 1 sai ha. Ý 2, nếu xảy ra đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí giữa gen S và gen T thì có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen N. Gen N này bị đứt ra, di chuyển đến vị trí chính giữa gen S và T và gắn vào, thì hoàn toàn có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen N ha các bạn. Chúng ta tưởng tượng là trong quá trình đứt gãy nhiễm sắc thể thì cái việc đứt gãy ở cái gen N này nó không chính xác, đứt gãy đúng trọn vẹn cái gen N với ba vùng điều hòa, mã hóa và kết thúc ha các bạn. Mà cái vị trí đứt gãy nó có thể là đứt gãy ở vị trí
từ vùng mã hóa đến vùng kết thúc phía sau, và nó để lại cái vùng điều hòa, tức là để lại cái vùng promoter, vùng khởi động quá trình phiên mã. Và sau đó thì chỉ có vùng mã hóa và vùng kết thúc của gen N được di chuyển đến vị trí giữa gen S và T chèn vào đây. Và do vậy gen N nó bị mất đi cái vùng điều hòa, vùng promoter, nên nó sẽ có thể không được phiên mã ha các bạn. Cho nên gen N từ chỗ đang hoạt động thì có thể trở nên là không được phiên mã hay là không hoạt động. Như vậy chúng ta chọn ý 2 ha các bạn. Ý 3, nếu xảy ra đột biến lập đoàn nhiễm sắc thể chứa gen N và gen P thì có thể tạo điều kiện cho đột biến gen tạo nên gen mới. Đây, nếu như lập đoàn NP lặp lại thì hoàn toàn có thể kết hợp với đột biến gen làm cho cái gen P này chuyển thành gen P phẩy. Như vậy là có thể tạo điều kiện để đột biến gen tạo nên gen mới, ví dụ như là gen P phẩy đó các bạn. Ý 3 đúng ha các bạn. Ý 4, nếu xảy ra đột biến điểm ở gen S thì có thể không làm thay đổi thành phần các loại nucleotide của gen này. Để trả lời ý 4 này thì chúng ta nhớ lại là đột biến điểm thì có 3 dạng: mất một cặp nu, thêm một cặp nu hoặc là thay thế một cặp nu. Trong trường hợp đột biến thay thế một cặp nu thì có 2 dạng là thay thế một cặp nu cùng loại, ví dụ như là AT thay thế thành TA hoặc là GX thay thế thành XG. Hoặc trường hợp thứ hai là thế cặp nu khác loại, tức là thay thế cặp AT thành ra cặp GX. Và trong trường hợp ý 4 này, nếu như mà đột biến điểm xảy ra ở cái gen S mà thuộc dạng là thay thế cặp nu cùng loại AT thành TA, thì thành phần các loại nu hay là tỷ lệ phần trăm các loại nu AT, GX của gen thì không thay đổi ha các bạn. Ý 4 đúng ha. Như vậy câu 5 chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Ý đúng là 2, 3, 4 ha.